qua đây mình quay máy lạnh các bạn ơi. Ở nhà con có sàn cây Natuna một chút, thêm dữ dằn luôn. Natuna Toshiba cũng mềm. Ủa mà bác bác chỉ 56 cái đâu? Nó có. Hả? Bác bác chỉ 56 cái. 56 cái. 13 kg cục lạnh 13 kg này. 13 kg hả? 13 kg lô 29 đâu? Ừ. 29 đâu? Đâu rồi? Sao? Mới kêu rồi. Với tay không vậy? Nhỏ nhỏ xíu này phải không? Không phải. 206. À, 06 nè. 06 này 206 cổ rồi. Đời nó không có đợt cao đâu, 208 xuống à. Toshiba 8 trở lại không hả? Giá nhiều ta? 24, 23, 20. Giá Toshiba này nhiêu ạ? 4 triệu. Không biết 4 triệu một ngựa hay ngựa gửi? 25. Có ngựa 25 hả? Còn cái này mấy ngựa? Đấy, ngựa rưỡi. Này nhiêu ạ? Ngựa rưỡi, 25. 25 này 4 triệu nữa. Mua liên mừng hình. Lớp mai ion hả? Cái này nè. 4 triệu 1. Gà 410. Bên đây rẻ hơn hả? Dạ. Mới gì hay gì mẹ? Dạ. Mới gì hay gì? Dạ. Oh, giá bắt đây đây nè. Thì chị ông đây nè. Đó, bắt bên kia nữa. Đúng rồi. Kéo lên đó. Ừ. Đem mạnh lên. Xe hư rồi, rồi chưa vệ sinh nữa nè. Nhiêu ạ? 500 500. Rồi tập thể thao 500 hả? Cái này sao? Chơi được mà. Ghé mà. Cái này sao? Đứng lên tham cái nào 500 mà. Đứng lên tập thể thao. Cái này có Nhật hay luôn nha. Cái này có Nhật luôn quá. Cái này sao tôi ngất kìa. Tại tại mỗi giò dữ ha, cái này tập hiệu quả à, mỗi giò dữ à. Cái này tập im lắm chú, đâu không lên thử ai. Mỗi giờ lắm này, hiệu quả đó. Mua một con đi. Con này 500 ngàn rẻ chết luôn. Con này còn yêu. Con này còn mới nè. Có cái nằm sản xuất nằm đó luôn á. Cái này bấm. Cái này chắc xài điện nữa nè. Không có rồi. Này China nè, cái đề mới á. Vậy là này đề mới à. Ở dưới sàn nó kìa, 500 dưới. Là China là đề mới là 2010 mấy á. Cách đây mấy năm mà, bởi vì nó còn mới ha. Con này còn mới có mới nè. Lên đây tập cứ thấy nó ấy được chứ. Thấy nó hiệu quả cái giò mi lắm luôn á. Cái này mới. Bể rồi. Ừ. Cái này làm gì sạc điện, nó có báo km hay gì nè. Ơi. Này nhiêu? 500 500. Bớt năm chục đó. Chỉ 500 ngàn, bớt 50 còn nhiêu đâu? 450. Bên Nhật bao đây? Hai cái 800. Không mà cái gì? Không, cái hỏi hỏi ông chủ viên á, ông chủ viên để tôi kêu. Không chứ cũng vậy. Dễ gì, không có bớt. Tôi ưng cái đó đó. Cái này ha. Ừ. Cái màu xanh này còn nè. Mẹ cho thấy hơi nặng. Mày nói là bớt ăn chột phải không? Cái này cũng nặng nó quê, vậy là cái loại nó vậy rồi. Hỏi nó coi sao có nhẹ hơn không? Bớt hai cái, lấy hai cái là mỗi cái 400 hả?
sao cái này nó không có xuống? 500 bớt một cái là 50. Ờ cái này ngừng mập nó xuống nổi nữa. Thôi. Ngừng mập nó mới xuống nổi. Nặng chứ. Nào nè. Cái này thấy nặng nó mới xuống. Hay là lắp điện vô hay là sao? Hay là tự vậy hả? Nó tự vậy à. Tự vậy nặng lắm, nổi ơi, không nổi. Nổi gì lấy này nè. Eo nè. Nè hả? Này gì vậy ông bên rồi. Vậy bên nó tập eo mà. Tập lấy đạp xuống tới luôn. Đúng rồi. Đập tới xuống dưới luôn. Dạ gì đó. Thấy không? Vẫn nặng. Này tập eo. Con này tập đùi. Tôi lên đây tôi mê rồi mê vậy đó. Ông ở đâu chú? Hả? Chú ở đâu? Đồng Tháp, Lãnh. Còn với chợ mới nè. Chợ mới Ngãi hả? Chợ mới An Giang mà nè. Chợ mới đóng gần đây nè. Mồm mà cái đó. Cái này không gọi đâu. Cái màu cam nó còn đẹp đó. Cái màu cam nó đời mới đó. Nó sao 500 kia nó bớt 50 còn 450 được á. 450 nó có bán đâu. Đủ mua một cái nó có bán, hai cái nó mới nó bán 450. Mà trả nó 400 nó không bán. Cây này chưa xét chưa gì cho nó sử dụng nè. Ốc tán còn sáng hật nè. Cái này mình tập mơ mốt mình nhuyễn là mình tập nhanh luôn á. Mốt nhân cũng ghê ba miền miền ba luôn. Mỗi giò. Mỗi vậy nó mới thể thao được. Tập không tập ông không đóng giò. Vậy là một cái 4 rưỡi phải không? Hả? 400 đi mà. Rồi, người làm cách nữa không rồi. Tao lấy cặp đó. Tao lấy cái đó. Tao bớt ông 50 đó. Nè, ông phải tin nhiều. Ông mở lên hơn đi, còn nhà nó thay miếng nào có, ông đây miếng đi. Cái gì? Miếng gì? Tao tin bạc không lúc, thì nhà lại nhìn bánh mày lúc. Lọc bọc kì, cha cái ở lọc kì khơi, kì bọc kì à. Chứ mà hàng, môi bọc được quên, mình đâu. Lọc tục ấy, bà thơ mày. Ủa, ông kia môi ma giật nè, mày lắm. Bây giờ ông mở cái thơ, phòng nhà này thay cái nào còn miếng cho ông. Rồi. Mở đi. Tưởng đâu la mình chứ. Không phải không, ông dẹt rồi, không có la đâu. Mua đồ đây lựa thoải mái không la. Ông là thợ hay khách sạn chú? Mua gì sai. À, tập mà có lực. Mua chân mới có lực. Nó làm vậy đó. Nó làm giáp cái miếng này. Máy xì lưng. Hay là lắp mai giòn lại nhất là được. Mua rồi cái đó đó. Thiếu cái miếng con dĩ sắt đi. Máy nhiều tường mà. Được rồi hả? Nó dở ra nó bỏ nó mất tiêu. Tam kỳ rưỡi, sao kỳ rưỡi, sao kỳ tăng. Cái này mua rồi. Mà năm mai nha, 13 nữa. Bình nó nhỏ. À, con Toshiba này đẹp quá nè các bạn. 2010 nè chú. Chú mua cái đó 2014 rồi. Vậy đó hả? Nó gấp mà nó gói lại mà nó bỏ hết rồi. Đó mua cục pin để vô, một cái lấy dứt dẹp á, kiểu lên nó có cái chỗ để cục pin. Bên tiểu mình á. Ai tới bơi nó một tô cái dùng để cục pin rồi cái mặt công tắc luôn, tại mới xây hả? Miên mặt thay ơn, nó không bị lạ. Điếm đây chờ. Rồi khơi con vô phở ca ba đó nó xịn xịn. Ôi da. Ôi da. Nó cho nó kim coi, để bổ cho nào nó lấy cho. Có đâu dễ gì có hàng luôn đó. Trăm cái chứ có một cái hàng đó. Gắn lên tập thể dục. Nó hớm rồi chứ là. Cái đó thì nhẹ hơn đó. Nó còn hơn đó. Còn mới luôn. Tôi lấy thôi hận à. Cái đó còn mới đẹp luôn á. Ông có một tập đây gì? Ông tập đó lúc. Trời mua vậy cho bả chứ tôi tập gì. Tôi đạp cho bả nghe nó. Trời bả. Bả khỏi tập nhẹ thôi. Nhẹ nè. Còn mới nè. Mà lấy một. Lấy đi. À, lấy cái này không? Hay lấy đi. Đó. Ăn của nó không? Tôi đâu biết đâu, thân cái đó đưa lại hả? Cái kia tầm dẻo dẻo kìa mà cái kia xấu quá, quá đẹp quá lắm. Là cái nào máy cũng được thì sao? Không?
Chị muốn nặng hơn nữa, dưới nữa. Ôi nặng hả vợ? Nổi này đâu nổi nè. Quá cái mẹ luôn, nó xuống. Chị muốn nhẹ thì lấy tuổi này nè. Tuổi này nè. Nó hả, nó thấp xuống, xuống nữa nó nhẹ. Nó bảy cái gì đó. Nè, con dẫn cái này nè. Nó nặng mới hay chứ nhẹ. Cái này có chỉnh này. Không? Cái này không có chỉnh hả? Cái này hả? Cũng có hết trơn rồi. Ủa, đó, có đó không có chỉnh đâu. Nếu còn này còn cao. Cái đó mà ông nào mập hãy nhảy lên á, nó mới dễ xuống. Cái đồng hồ bể. Nó nhiều này phải không? Mình cho nó cao lên. Ôm nhanh, ôm nhanh nhảy lên, nó không có xuống. Nè, cao lên nè, cái này mới tập lực nữa nè. Tập nặng mới nó tốt. Mà nó bể rồi. Bể rồi, đi nhậm nhồi. Nè, nó có cục pin ở đây nè. Mà nó pin nó hư rồi. Để vô con tập thôi. Nó đếm nhịp thấy vậy. Nó không có cao không? Nói rồi, tôi coi đó. Cái này cao nè. Cao thấy không? Muốn thấp xuống mình hả? Chứ lại nó không phải. Cao, cao, cao. Muốn nhẹ, chị muốn nhẹ, mua tuổi này nè, nhẹ nè. Tuổi này nè. Có nó nhẹ đó. Cái mẫu này á, nãy cái mẫu gái tập, hiểu không? Con gái nó tập. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ha. Ai có thấy hay thẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Để mình có nhiều động lực ra những video tiếp theo ha. Tủ lạnh này các bạn. Rồi anh bá gây tự động đó. Ở đây mình mua vài đựng con máy lạnh Natonan này các bạn. Đây, cái model của nó đây là CS H404A2. Trời ơi mình xài quá trời dơ luôn mà mình không có gỡ. Đó cái phần model chính xác của nó là đây là các bạn Natonan nè ha. CS H404A2W ha. 200W. Cái mình mua cái này là điện 200, dài xài điện 220 của mình được luôn ha các bạn. 1470 kWh. Thì nó ghi kỹ thuật số này mình có không biết nó không gành các bạn ơi, nhưng mình biết cái con Natonan này mình xài rất là chắc êm. Thì nãy giờ mình xài con Natonan này được 3 năm rồi các bạn. Thấy nó cũng tiết kiệm điện, máy hoạt động tốt, không có trục trặc gì. Cái cục lạnh này nó quạt rất là êm nha các bạn, nó không có hú hí gì hết. Còn cục nóng là nó quạt êm bu luôn á. Cục lạnh này cái độ nặng của nó là 9kg nè các bạn. Ba cái nhôm ở trong này nè, ba cái nhôm trong này nó tốt hơn là của Việt Nam. Việt Nam mình khi mình vệ sinh á, mình gỡ chịch nó bị mớp đi ba cái phần lá nhôm á. Còn của nó cứng hơn lá nhôm, nó không bị mớp. Còn cái cục nóng thì nó chạy im go à. Cục nóng thì nó có cái độ nặng là 34kg. Và cái lá nhôm của cục nóng nó cứng lắm. Cánh quạt của cục nóng nó có hai cánh à. Ở quạt im go à, nghe nó không có kêu lục cập như là cục nóng của máy Việt Nam. Nên mình rất là thích xài đồ nghĩa địa là vậy đó các bạn. Phải đi lên rồi mua đồ nghĩa địa về xài là vậy. Đây nè, vậy như chúng ta đứng cân mình này mà cũng không có nghe tiếng gió nữa thấy không? Đây là model của cục nóng rồi các bạn. Đây hiệu Natonan đây, đời 2003, đời này đời cổ lắm. Này 34kg là các bạn ha. Ở đây mà tiệm mình rất là dơ. Nên mình không vệ sinh qua cho các bạn xem chơi. Cái này hẳn giận con vợ. Giận con vợ mà không quýnh con vợ mà quýnh cái máy lạnh. Quýnh mốt cái chân luôn. À, các bạn thấy không, mấy cái lá này bữa đó mình dặn mình quánh mạnh lắm á mà nó chỉ mớp mấy lá thôi chứ nó không có hư rồi. Mấy lá cái mấy lá nhầm nó cứng lắm à, mình lấy đầu mình xịt cho nó không có bị nó không bị giống gì giống như mấy cái máy của Việt Nam à. Xài cực kỳ nó các bạn thấy cũng tiết kiệm điện quá à. Thấy cũng tốt mà quay phim cho các bạn xem chơi. Đây là cái cục nóng nè các bạn. Các bạn thấy nó có hai cánh á mà nó quạt gió mạnh thì ghê không. Rất là mới nha các bạn, máy này hai người đang
5 triệu cử. Máy chạy cực kỳ êm nha các bạn, ngồi gần bên chứ không nghe được tiếng máy hú hí gì vậy. Em bẹt cái lọ lên cho nó thông gió. Nó hiểu là tao làm cho nó thông gió. Tao làm đồ của Nhật làm sắc sảo lắm nha. Sắc sảo lắm. Thôi mình chia sẻ đến đây là được rồi các bạn ơi, video mình cũng rất là lâu rồi. Mấy anh em nào có thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm nha các bạn, để được cập nhật những video về rồi tao mau mới nhất nha các bạn. Rồi thân ái kính chào và hẹn gặp lại nha.